video tắt máy cho anh Tùng này. Của anh bị lệch cái nam châm ở chỗ cảm biến nhá, nên là nó sẽ bị lệch sang bên. Em đã fix cho anh rồi. Máy của anh thì hiện đang hết pin, em mượn tạm pin máy khác nhé. Em đã kết nối này, cam lên xuống này, trên tờ điểm GPS 19 nhé. Em test chức năng bay này. Máy anh lên chỗ vị trí ổn định này. Hình ảnh trên về không tung lắc, cam lên xuống, gimbal anh hoạt động bình thường, chức năng tiến lùi trái phải này. Năng lượng bằng máy của anh hoạt động bình thường nhé. Okay.